Có một bạn ở trong lớp chắc hay bắt nạt Nhật Anh, tên là Hưng. Thế là Nhật Anh có làm mấy câu thơ là rồi. Nhà em có con chó và tên nó là Hưng ấy. Thế là đánh cho một trận, từ đấy không làm nữa. Rồi bạn Hưng quýnh hả? Không, không, thật ra là em chỉ trêu bạn ấy thôi. Và em có con chó tên nó là Hưng, mặt hay nhăn nhó, thấy em rất mừng. Thế là nó lao vào nó đánh cho. Thế là từ đấy trở đi không làm thơ nữa. Ngộ hay ha, ghét bạn mà không có chữ bạn mà làm thơ tặng bạn. Tặng thơ tặng bạn. Quá trời. Rồi khi mà mẹ mà làm giáo viên vậy em đi học có áp lực không? Thật ra là cũng khá là áp lực. Là sẽ bị thế này thế kia. Đúng rồi, con rồi gọi con mẹ làm giáo viên mà học dở rất là chết luôn á. Áp lực nhất là nhà anh học chính trong trường mẹ dạy. Trong trường cấp 3 mẹ dạy. Dạ. Cho nên là cũng rồi, khá áp lực. Rồi có mẹ không? Mẹ tránh mẹ để gửi con cô giáo khác dạy. Đà, ở lớp cô giáo khác mặc dù mẹ cũng dạy cái khối lớp đó. Dạ. Thật ra là em chỉ áp lực về cái việc mà bị các bạn gọi là xa lánh hay gì đấy thôi, chứ còn riêng việc học dốt thì em không áp lực lắm, bởi vì là học dốt có khi các bạn quý hơn đấy chứ. Rồi có cái khi mà hai mẹ con, mẹ thì dạy chung trường, con thì học chung trường nó, thì hai mẹ con có kỷ niệm gì không? Có những lúc là Nhật Anh con than với mẹ là sao con khổ thế, các bạn thì một học kỳ mới họp phụ huynh một lần, một năm là có hai lần họp phụ huynh, mà tại sao con thì một ngày là năm lần họp phụ huynh, tại vì năm tiết. Cứ mỗi một tiết ra khỏi giờ thì các cô giáo lại gặp mẹ ở văn phòng không? Thì các cô lại bảo, chị ơi con chị hôm nay nó nhìn qua cửa sổ. Là về lại bị, tại sao giờ lý nhìn qua cửa sổ? Thế xong lại, chị ơi hôm nay em thấy con chị nó không tập trung đâu, nó không ghi bài mấy đâu. Thế là lại bị mắng, thế là ngày nào cũng như các cô ra mách. Thế có những hôm mà đi thi thì cô ra cô bảo là, chị ơi hôm nay em coi thi em ngồi em ngắm Nhật Anh kỹ lắm, suốt 90 phút. Ông giống chị thật đấy. Thế thì mình bảo, ôi em ơi em ngắm con chị 90 phút tôi làm bài làm sao được. Mình tên là Nguyễn Kim Anh. Dạ. Mình là người Hà Nội gốc. Dạ. Và mình là giáo viên dạy môn ngữ văn. Cô có xem chương trình nhiều không mà nhận lời ngày hôm nay mà bay một cái đủ khoảng đường mà xa vô tới đây vậy cô? Có, mình có xem. Mình thấy chương trình rất là thú vị. Chào em. Vâng. Giới thiệu cho mọi người biết đi nào. Vâng, xin chào mọi người. Mình là Nhật Anh Trắng, là một YouTuber ở hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Dạ thưa cô, đây là cái chương trình là Con Tôi Vô Số Tội đó. Bây giờ là mình sẽ kể cái lúc Nhật Anh mà còn trong bụng như thế nào. Mình mang bầu Nhật Anh vào năm 1991. Dạ. Và cái việc siêu âm để biết cái là giới tính của thai nhi ấy thì chưa có. Dạ. Hoặc là rất là hiếm. Thế cho nên là mình hoàn toàn không biết là mình đang mang thai là bé trai hay bé gái. Gần sinh thì bác sĩ, là bằng kinh nghiệm của bác sĩ, là bác sĩ sờ vào bụng mình và bác sĩ bảo bé trai rồi. Thế và khi sinh con trai ra sau đấy độ một vài tiếng thì là mình sinh bé trai, thì là sướng òa lên, tất cả mọi người bất ngờ vì ai cũng nghĩ là bé gái, mà cái tâm lý ở bên họ nội lại đang rất mong con trai. Đấy thì Nhật Anh là một niềm vui bất ngờ. Rồi cái cảm xúc mà khi mà Nhật Anh ra đời, lúc đó cảm xúc của cô như thế nào? Có lẽ là đấy là cái cảm xúc sướng nhất luôn mà cho đến tận bây giờ. Thì lần đầu tiên được làm mẹ là mình rất hạnh phúc. Và mình sướng đến mức là khi mà sinh con xong ấy, là mình chỉ, vì là sinh Nhật Anh vào đêm nên mình chỉ chờ đến sáng hôm sau để mà mình trang điểm cho thật đẹp vào để con nhìn thấy mình. Mà mình đâu có biết là con bé tí đâu có biết mẹ là trang điểm thì đẹp hơn hay là không trang điểm đẹp hơn. Nhưng lúc đấy mình như thế đấy, mình cứ nghĩ là con sẽ ấn tượng thật đẹp vì con nhìn thấy mẹ sinh. Thì bác sĩ người ta không đưa con cho mình. Các những người ở bệnh viện người ta bảo ô gì đón nó không được, phải là mẹ cơ. Mà không, đây chính là mẹ. Mẹ sao xong phần như này, mẹ sao lại mặc quần áo bình thường vào như này? Ủa trời, mới đẻ đêm hôm trước thì sáng hôm sau trang điểm xong mặc đồ đẹp để bế con, để con nhìn thấy mẹ rất đẹp. Đấy, nhưng có biết đâu lúc đấy nó có nhìn thấy gì đâu. Xin lỗi, lúc là đấy, bao nhiêu tuổi mà lúc đó mình ngay 23 tuổi. 23 tuổi. Đây là chắc là một trong những cái câu chuyện mà lần đầu tiên Thanh Thủy được nghe, và là ngày đầu tiên đón con mà con mới có một ngày tuổi. Đúng không? Một ngày tuổi mà phải son phấn đẹp để cho con có thấy. Ấn tượng đầu tiên về mẹ đẹp thật không? Con nhớ lại là thấy cũng rất là đẹp. Mà lúc đó ra có khôi ngô tuấn tú đẹp như giờ không con, hay là không? Xấu lắm, con xấu lắm. Tại vì lúc mình sinh ấy là mình bị đau sớm, gọi là vỡ ối đấy. Từ sáng cơ. Thế xong suốt đến tận từ sáng sớm khoảng 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm thì mới sinh Nhật Anh. Lúc sinh ra thì đầu nó dài. Mình nhìn mình sợ quá, nhưng sáng sau thì hết.
đấy, tức là hiểu sao lại là thế, cũng một ca dài đầu luôn. Đấy, và khi mà ẩm về nuôi á, rồi nuôi Nhật Anh có khó khăn gì không cô? Hồi đó thì cũng không khó khăn lắm. Về mặt tâm lý như mình đã nói, chỉ là làm sao mà dành được cái tiền thật nhiều nhất để có thể mua những cái sữa tốt nhất. Vì là Nhật Anh là nuôi bộ chứ không phải ăn sữa mẹ. Mình còn nhớ cái lần đầu tiên khoảng được 2-3 ngày thì con bị muỗi đốt. Mình nhìn thấy nốt muỗi đốt mà mình ngồi mình khóc mãi, bởi vì mình thấy nó kinh khủng quá, sao lại muỗi đốt như thế. Ông có nghĩ là thương con, thương con, xót con. Xong rồi thế hoảng sợ, mình còn nghĩ là muỗi đốt thế này thì có làm sao không ấy, mà mình rất là kinh hãi ấy. Đấy thì kinh hãi rồi, muỗi đốt con mà kinh hãi luôn. Đúng đấy, đúng cái tâm lý của người mẹ đó. Lúc đó khi hỏi thăm người này, hỏi thăm người kia, chưa có mạng như bây giờ nha. Mình mua một cuốn sách có tên là Nuôi Con Trong Năm Đầu, mình đọc từng trang một thì không có nói nhiều về những cái mình lo. Nên mình cứ hình dung tưởng tượng là mình lại sợ. Xong mình nghĩ những cái bài thơ về muỗi đốt ở trong rừng Trường Sơn ấy, thế là mình nữa. Sợ, tại vì mình là giáo viên văn mà. Thế là mình cứ bị ám ảnh những cái đấy, thì mình nghĩ quá lên, lúc nào khóc. Sợ. Nói đúng rồi, nói cho các cô các cậu biết đó, là những cái người mẹ như chúng tôi mà sanh đứa đầu lòng á, tối còn không dám ngủ nữa kìa, cứ thức nhìn nó, nhìn thấy nó bé nhỏ quá mình sợ, mình không an tâm, không dám ngủ. Đúng với người mẹ là như vậy đó. Nhưng anh cái cảm giác em bây giờ mà khi mà nghe mẹ nói mà mẹ thương em đến nỗi khi mà mũi chích mà mẹ đau lòng, mẹ khủng khiếp, mẹ kinh hãi như vậy thì cảm xúc em bây giờ như thế nào? Cảm xúc của em thì em cũng may mắn là em cũng mới trải qua cái chuyện là em cũng có em bé. Ủa có rồi à? Có rồi à? Nên là em cũng hiểu, thậm chí là em bé em cũng bị một phát mũi đốt và cũng dã man là phải đi, thậm chí là đi khoét cái vết đấy ra ấy ạ. Tức là nó bị áp xe vì một, chỉ vì một vết mũi đốt nhỏ nhỏ này thôi. Đúng rồi. Mà nó sưng cả lên. Thế là em nghe rất đồng cảm với mẹ, thấy thương mẹ. Đúng rồi. Cái lúc mà đi học mẫu giáo thì Nhật Anh có cái kỷ niệm gì hay là có cái gì đáng nhớ không cô? Có lắm, có một cái nhớ. Trời, mới mẫu giáo mà có lắm nhớ rồi đó. Đặc biệt bạn này là trong Sài Gòn luôn luôn. Lúc em nhớ không? Lúc em chưa nhớ phải không? Em nhớ mang máng, nhưng mà có cái câu chuyện này nó cũng gọi là được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cho đến tận bây giờ. Bây giờ để mẹ kể mới hay nè. Chuyện nó là sao vậy cô? Tức là khi mình chuyển công tác vào trong này thì cô em gái ruột của mình ấy, tức là dì của Nhật Anh ấy, có đánh tặng cho Nhật Anh một cái nhẫn. Mà ngày đấy thì nhẫn là rất là quý đấy. Một cái nhẫn vàng, và để cho Nhật Anh đeo, và toàn đi đâu cũng đi với mẹ, cũng không bao giờ mất gì cả. Thế khi xin cho con vào lớp chồi ở trong này để học thì con vào đấy con nhìn thấy một bạn gái xinh, để con tháo tặng luôn. bốn tuổi tháo tặng luôn nhẫn, tháo nhẫn tặng luôn bạn gái. Thế là dạy gái từ nhỏ đấy, dạy gái từ nhỏ dễ sợ. Thế xong tối về thì mẹ mới hỏi cái nhẫn đâu, cái nhẫn của gì tặng đâu, thì con mới bảo là con đã tặng cho bạn đó rồi. Thế là mình mới đến lớp hỏi cô giáo ở cái lớp trồi, thì cô giáo gọi cái bé con 4 tuổi đó ra, thì bé con bảo là vứt rồi, quăng rồi. Tại vì nó là một đứa 4 tuổi mà, thế nó cũng quăng đi rồi, nó không biết ở đâu. Cả nhà cứ trêu vì là cái kỷ niệm là dạy gái, dạy gái từ bé. Mà em còn nhớ ký ức đó không? Sao em tặng đồ người ta vậy? Em nhớ mang máng, chắc là em nhớ cái khoảnh khắc em tháo ra thôi. À, tháo ra. Tháo cũng khó, bởi vì mọi người tháo khó lắm, mà mọi người xin cứ hết không cho. Và mẹ còn yên tâm cho con đeo, bởi vì không ai xin được con, kể cả bố mẹ. Là giữ của, không của. Cho ai. Đấy, nó khôn lắm mà. Thế mà tại sao lại gặp bạn đấy là tháo tặng luôn. Nhưng mà bạn thì lại ngây thơ, bạn vứt đi luôn. Rồi cái bạn nó bây giờ lớn lên còn nhớ bạn nó là ai không? Không hả? Vậy ngoài những kỷ niệm đi học là Nhật Anh có biểu hiện gì về năng khiếu về nghệ thuật không? Có làm thơ ạ. Có làm thơ. Nhưng mà không dám đọc thơ của Nhật Anh đâu. Nhưng anh làm được có 3 lần nhỉ? 3 lần mẹ biết, xong sau đó thì Nhật Anh là còn mở một cái trang làm thơ lúc trưởng thành. Nhưng mẹ chỉ nhớ những cái lúc còn nhỏ thôi. Cái hồi đấy mẹ rất gầy, như kia một số ảnh có mẹ đấy ạ. Khá gầy. Thế Nhật Anh chắc nghĩ là mẹ gầy, mẹ mặc cảm gì chăng. Nhật Anh làm tặng mẹ một cái câu thơ. Cô còn nhớ không cô? Nhưng mà ngại đọc lắm. Không, đọc đi cô, tại vì chương trình con tôi vô số tội cho nên có tội gì, có cái tật xấu gì thì cô cứ kể hết cho khán giả được, tại vì khán giả rất là Nhật mong Anh muốn. Thấy mẹ gầy, sau Nhật Anh làm câu thơ thì có lẽ cũng yêu mẹ nữa và động viên mẹ, đó là ti mẹ to nhất, quả đất to nhì. À, sao ti mẹ to nhất, quả đất to nhì. Ti mẹ to bài thơ đầu tiên đấy ạ. Bài thơ đầu tiên đấy làm cho mẹ ngượng quá, bởi vì mẹ rất gầy, mẹ được khen như thế. Mẫu giáo đã biết viết thơ rồi, hèn gì lớn lên sáng tác nhiều bài hát lạ hay lắm. Cá biệt chưa? Cá biệt lắm. Lát con cho mẹ coi. Con làm thơ hả? Không, lát cho mẹ coi những sản phẩm, những tác phẩm Nhật Anh.
Cô cho con hỏi là hồi nhỏ đó, Nhật Anh có thương, có hay biểu lộ cái thể hiện tình cảm của mình với mẹ không cô? Có, Nhật Anh hay ôm mẹ, hay ôm mẹ, xong rồi hay nằm sát vào mẹ để được mẹ ôm. Thế có những khi mà bố đi vắng chẳng hạn thì là mẹ ôm con ngủ, thì thấy là rất là ấm. Và nhiều khi hay bị nhát, mình có sợ ma ấy, thì từ Nhật Anh bé tí đã trở thành là người cho mình là người đàn ông thứ là... hai rồi đấy, được dựa vào. Cho nên mình biết là con nhỏ như này thì trộm chắc Nhật Anh cũng sợ rồi, mà ma chắc Nhật Anh cũng sợ, nhưng mà không hiểu sao mình cứ tin tưởng ấy. Thế mình cứ ôm Nhật Anh cái là mình cảm giác là chắc không có trộm không có ma đấy, và luôn luôn là mình an tâm. Nhiều đêm mà có hai mẹ con chẳng hạn thì mình luôn luôn có cảm giác là mình dựa vào con chứ không phải con dựa vào mình. Còn Nhật Anh, cái tuổi thơ của em á, em có nhớ cái kỷ niệm nào mà em và mẹ đáng nhớ nhất không? Mẹ em thì là đi dạy, mà hồi đấy thì là em là cứ đi theo mẹ suốt thôi. Thì là mọi người luôn ấn tượng là ở cái lớp mẹ dạy luôn có một thằng đứng ở cửa lớp chờ và chơi lanh quanh ở đấy. Chờ mẹ. Tức là ngày đó có dạy phụ đạo buổi tối á. Mà con chờ là từ 5 giờ chiều đến 9 giờ mẹ mới dạy xong 2 ca, 2 lớp. Thì sau đó thì mới được đi ăn. Nên mẹ hay cho ăn tạm một cái gì, xong rồi là cứ đứng cửa lớp nghe mẹ giảng bài, xong chờ luôn. Mà ngày xưa chứ em học giỏi lắm đúng không? Tại vì mẹ mình làm giáo viên ở nhà mình, mẹ kèm cặp mình. Ở nhà học giỏi không cô? Ngày xưa học giỏi không cô? Cũng khá khá anh ạ. Không phải là giỏi nhưng mà cũng khá. Nhưng mà có giỏi Phan không? Cũng bình thường thôi. Thiên về toán lý hóa. Dạ. Khi đi học rồi có quậy phá đánh lộn gì không cô? À cái đấy thì đánh lộn thì tuyệt đối không, nhà anh hiền lắm. Dạ. Rồi có bị bạn khác ăn hiếp không cô? Cũng có. Có một bạn này trong lớp chắc hay bắt nạt Nhật Anh, tên là Hưng. Thế là Nhật Anh có làm mấy câu thơ là nhà em có con chó và tên nó là Hưng ấy. Thế nó đánh cho một trận, từ đấy không làm nữa. Rồi bạn Hưng quýnh hả? Không, thật ra là em chỉ trêu bạn ấy thôi. Và em có con chó tên nó là Hưng, mặt hay nhăn nhó, thấy em rất mừng. Thế là nó lao vào nó đánh cho. Thế là từ đấy trở đi không làm thơ nữa. Ngộ hay ha, ghét bạn mà không có chữ bạn mà làm thơ tặng bạn. Tặng thơ tặng bạn. Quá trời. Rồi khi mà mẹ mà làm giáo viên vậy em đi học có áp lực không? Thật ra là cũng khá là áp lực. Là sẽ bị thế này thế kia. Đúng rồi, con rồi con mẹ làm giáo viên mà học dở rồi chết luôn á. Áp lực nhất là Nhật Anh học chính trong trường mẹ dạy. Trong trường cấp 3 mẹ dạy. Dạ. Cho nên là cũng rồi, khá áp lực. Rồi có mẹ không? Mẹ tránh mẹ để gửi con cô giáo khác dạy. Ở lớp cô giáo khác, mặc dù mẹ cũng dạy cái khối lớp đó. Dạ. Thật ra là em chỉ áp lực về cái việc mà bị các bạn gọi là xa lánh hay gì đấy thôi, chứ còn riêng việc học dốt thì em không áp lực lắm, bởi vì là học dốt có khi các bạn quý hơn đấy chứ. Rồi có cái khi mà hai mẹ con, mẹ thì dạy trong trường, con thì học trong trường nói, thì hai mẹ con có nào có kỷ niệm gì không? Có những lúc là Nhật Anh còn than với mẹ là sao con khổ thế, các bạn thì một học kỳ mới họp phụ huynh một lần, một năm là có 2 lần họp phụ huynh, mà tại sao con thì một ngày là 5 lần họp phụ huynh, là vì 5 tiết. Cứ mỗi một tiết ra khỏi giờ thì các cô giáo lại gặp mẹ ở văn phòng không? Thì các cô lại bảo, chị ơi, con chị hôm nay nó nhìn qua cửa sổ. Là về lại bị, tại sao giờ lý nhìn qua cửa sổ? Thế xong lại, chị ơi, hôm nay em thấy con chị nó không tập trung đâu, nó không ghi bài mấy đâu. Thế là lại bị mắng, thế là ngày nào cũng như các cô ra mách. Thế có những hôm mà đi thi thì cô ra cô bảo là, chị ơi, hôm nay em coi thi em ngồi em ngắm Nhật Anh kỹ lắm, suốt 90 phút. Ông giống chị thật đấy. Thế thì mình bảo, ôi em ơi, em ngắm con chị 90 phút tôi làm bài làm sao được đấy. Thì Nhật Anh quen hết cả những cái đấy, cũng phải vượt qua. Thì cô giáo nào cũng vào xem là xem mẹ con mẹ Kim Anh thì thế nào đây. Thế là như thế là lúc nào cũng phải cố gắng. Bị soi từng tí một hết ra. Có khi nào mà học trường mà bị phạt đồ không, phạt nặng đồ không mà mẹ biết không? Cũng có chứ ạ, tại vì nhiều khi các cô cũng tâm lý là còn hay phạt em nặng hơn bình thường. Là để cho các bạn đỡ dị nghị. Lúc đầu em hồi đi học thì em thấy cay lắm, ức chế lắm, không sợ thế. Nhưng mà càng về sau thì càng hiểu hơn, và thấy cũng may mắn ạ. Ví dụ là có một lần là Nhật Anh có một tội là ngồi sau một bạn lái đi xe máy mà không có bằng ấy. Thì Nhật Anh không đi xe, Nhật Anh ngồi đằng sau xe một người bạn chở. Thế là cái bạn đó thì bị bắt lại thì Nhật Anh có tội là tội ngồi sau người bạn không có bằng. Và cô giáo rất nghiêm, cô giáo phạt Nhật Anh không được vào lớp. Bao nhiêu lâu nhỉ con nhỉ? Phải mấy ngày? 4-5 ngày. Thôi phạt giờ 4-5 ngày không được vào lớp gì? Hồi đó là rất nghiêm và cô giáo rất là quý mẹ. Cô bảo là để chị dạy con, để chị rèn con cho em. Thế nhưng mà mặc dù cô nói thế, nhưng mà cô để Nhật Anh cứ đứng ở ngoài cửa lớp suốt 5 ngày, mà lớp Nhật Anh là cái lớp mà mẹ muốn đến lớp mẹ để mẹ dạy, mẹ phải đi ngang qua. Trời ơi. Cứ nhìn con mình đứng ở cửa lớp ngóng vào mà không dám nói. Mà cô giáo đấy lại rất là giỏi, rất là cá tính. Cô bảo để chị,
và cứ không thể nói là chị ơi tha cho con em được. Ngày nào cũng nhìn con mình đứng cửa lớp, xong có lúc đứng mỏi quá ngồi xuống, ngồi xong cứ nhìn vào lớp xem các bạn học. Mà nhiều lúc thương con lắm mà cũng muốn nó năn nỉ chị lắm, nhưng mà cũng thấy là chị quyết định chắc cũng đúng. Thế là nhịn 4-5 ngày con mới được vào lớp. Là con ở ngoài phải học, ở ngoài vẫn phải ghi bài, ghi bài, bò ra ghi đấy. Mà có khi nào được qua nói mẹ nó, mẹ ơi cứu con không? Không, em thấy lỗi của mình thì mình phải tự chịu trách nhiệm thôi. À, trời ơi thương quá. Thương quá tội nghiệp. Lên đại học thì mẹ có hướng dẫn em và định hướng cho em theo công việc gì không? Hồi em đi thi đại học thì em cũng bảo là không biết là sau này mình hợp với cái gì, vì em chưa định hướng được là tương lai mình sẽ làm cái gì, vì em không thích một cái nghề gì mà em có thể học ở đại học cả. Thế là em mới bảo thôi, hồi đến ngành ngân hàng nó hot, thế là em đi học ngân hàng. Tại vì em cũng học khối A, thì em vừa mới ra trường xong thì nó bị khủng hoảng kinh tế cái gì đấy. Thế là cái ngành đấy nó lại không hot nữa. Thì em lại cũng hơi bơ vơ một tí. Mẹ có hướng dẫn hoặc là mẹ có định hình lại cái sự nghiệp của mình không? Thì mẹ lại có tạo điều kiện cho em làm cộng tác viên của một cái tạp chí. Thì em cũng hay viết bài cho họ rồi. Cũng có thêm thu nhập, rồi sau đấy là em mới có công việc về sau. Thì là bạn ấy kiếm được tiền từ đó và bạn dùng tiền đó để bạn ấy đầu tư vào máy móc thiết bị để bạn ấy làm cái công việc mà bạn ấy đam mê đây này. Thế là lúc trước là mẹ cũng không cho bạn ấy tiền. Nói thật là mình có chia sẻ như này nhé, là mình chưa bao giờ cho con mình 500 nghìn đâu. Tôi chưa bao giờ mở ví ra rút là mẹ cho con 500 đâu. Tức là Nhật Anh chưa bao giờ xin được mẹ tiền. Thế nếu mà muốn có tiền thì phải làm. Và đấy là con tự làm mà được nhận cái số, nhận bút của cái số bài con phải viết. Cái đam mê từ nhỏ của Nhật Anh là gì cô? Có lẽ là cái khiếu hài hước. Hài hước. Chuyện gì từ nhỏ nó đã là cái người mà hay bật ra những cái câu làm cả nhà buồn cười ấy. Mà em không thể định hướng đi làm diễn viên hả? Em cũng thật ra là em cũng làm YouTuber là chính thôi. Còn em vẫn nhận những cái job làm diễn viên. Dạ đúng. Dạ trên mạng thì con thấy một cái clip rất là hot của cô, là cái clip mà gia đình á, là cái đám cưới, cái lúc mà mỗi người mà đọc rap một bài, đừng biết đây là ý tưởng của ai vậy con? Đây, ngay đọc rap, con không biết nè, mẹ coi nè. Đó cô đó, ủa lúc cô có tóc ngang hả cô? Đúng rồi. Dạ, nè thấy chưa, làm những cái động tác mà rất là hot trên mạng như là diều dày. Này là do cô tự quan sát trên mạng hay là Nhật Anh hướng dẫn phải làm như vậy cả cô? Là Nhật Anh hết chứ. Kể cả mình này, rồi cả gia đình mình cũng như là gia đình bên nhà vợ Nhật Anh. Dạ. Tại vì là hai bên thông gia cùng hát, mà lại nhà mình là nhà giáo. Dạ đúng rồi. Đấy. Và bên hai vợ chồng đều là nhà giáo, bên kia hai vợ chồng đều là quân nhân, đều là sĩ quan quân đội. Thế mà nó khéo thế nào mà nó thuyết phục được hai nhà. Để mà lúc làm thì chỉ nghĩ là làm một cái clip vui ở trong đám cưới. Dạ. Thì không ngờ về sau nó lại lên mạng. Hot trên mạng luôn. Thế là cũng ngại. Mà mình đến lớp mình bước vào cái cả lớp đứng hát. Tuy là học sinh rủ nhau thuộc hết, xong cả lớp đứng hát trêu cô. Trời mà là rất là quý cô. Dạ. Thế thì mình cũng bất ngờ, bởi vì không ngờ là cái đó lại gây cái hiệu ứng vui vẻ như vậy. Dạ. Mà sao em thuyết phục được hay vậy em? Thật ra mọi người cứ nghĩ là thuyết phục rất là khó, nhưng mà không hiểu chắc là tại mọi người yêu quý em hay nhiều. Em cứ bảo cái này là để phải kể tội. Tức là Nhật Anh khéo là Nhật Anh thuyết phục từng nhà. Ví dụ Nhật Anh bảo mẹ ơi, chẳng nhẽ bên nhà cô dâu hai bố mẹ cô dâu hát mà mình lại không hát ấy, thì là mình phải hát thôi. Xong bên kia nói là ba mẹ con hát rồi, thế thì bố mẹ hát, chẳng nhẽ ba mẹ con hát mình, thế là quay từng người riêng mà xong ghép vào là thành cả đội đủ luôn. Trời đấy. Thì đấy là lời đọc rap tất cả tưởng. Cái ý tưởng là cả của Nhật Anh hết, tập cho bốn người cho ta hai bên thông gia với nhau. Mà trước ngày cưới đúng một ngày thôi, hôm sau là phát luôn. Ai dựng? Em dựng luôn hả? Em dựng hoàn toàn. Mà mình hoàn toàn không được xem, cho nên trong đám cưới mình còn ngơ ngác. Mà từ bao lâu em có những cái ý tưởng chế lời bài hát, và từ bắt đầu từ đâu, hay là cái đam mê từ nhỏ? Tại vì một lần năm em học đại học năm cuối, năm 2012 thì em bắt đầu thấy có một cái video trên mạng hay hay thì em bắt trước. Xong rồi từ nhỏ thì em rất là thích xem Táo Quân. Anh chị hay, các cô chú cũng hay chế nhạc thì em cũng rất là thích. Thì đấy thì em mới làm thử một cái clip để gọi là cho bạn bè xem thôi, mà không ngờ cái clip đầu tiên thì lại được mọi người đón nhận luôn. Thế là từ đấy em quen làm theo nghề chọn người đúng không? Đúng. Mà chế lời đâu phải ai chế cũng hay đâu, mẹ con cũng chế rồi nhưng không có hay, tùy người. Có bây giờ con bị chửi chưa? Chửi hoài chế bậy bạ bị chửi đó. Mà bạn chế rất là cái ngôn từ của bạn, cái lời của bạn rất là đa dạng. Mà bố nghĩ là có gen của mẹ, tại vì mẹ dạy văn, có nào mẹ hỗ trợ về phần chế lời cho em không?
hỗ trợ trực tiếp thì không, nhưng mà đấy, như em có kể là kỷ niệm của em là cứ hàng tối hàng chiều là đứng ngoài nghe mẹ giảng bài à. Nên là có khi lại ngấm vô thức. Đúng rồi, những lời răng của em rất là hay luôn và rất là phong phú luôn. Nhưng mà có khi nào mà mẹ hỗ trợ em quay clip ngoài cái clip đó, còn cái clip nào mà mẹ hỗ trợ thêm cho em khi mà quay YouTube được? Có một lần là đại khái là em làm một cái vlog bình thường thôi, xong rồi ý khuyên mọi người là Tết nhất thì thôi đừng có mà gọi là hãy về với gia đình đi các thứ. Thế lại mẹ em lúc đấy có thò vào mắng một câu là mày suốt ngày quay clip có nhớ gì đến gia đình đâu, kiểu thế. Rồi đợt đó lên thì là học sinh cứ chọc không cô? Có chọc nữa thì nó lại thu luôn, quay luôn cái lúc mình ngó vào mắng. Thế đâm ra là khi lên cái là học sinh là cái đó mắng tự nhiên hay mắng tự nhiên vì à. Tết không thế là làm gì việc nhà mẹ đang loay hoay quay, mẹ mới bảo mày chỉ làm mấy clip vớ vẩn, đi ra giúp mẹ đi. Thì nó quay luôn, nó biết đang mắng nó quay luôn, thế là nó phát luôn vào cái clip đó. Ôi, thế là cơ hội nó lợi dụng mẹ dễ sợ luôn. Thế là, gì đến trường học sinh mới cười và con nhận ngay ra giọng cô mà như thật luôn lúc cô mắng anh. Tức là ngay từ nhỏ nó đã có cái tính hài hước rồi. Và cái tính đó là cái tính mà nó dễ gây cái thiện cảm và gần gũi với mọi người. Nói chung là nó có duyên. Đúng không? Cái cảm xúc của cô mà khi mà biết em nổi tiếng trên mạng, cái đó là do cô thấy trên mạng hay là bạn bè của cô gặp báo cho cô biết? Cái mình hay gặp nhất là vì gia đình mình khi đi ăn sáng này hay là có những lúc là đi cùng nhau đến trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại ấy, thì mình cứ thấy là mọi người cứ lao ra chụp ảnh và mình cứ đứng chờ. Thế đâm ra mới đầu thì mình ngạc nhiên, xong về sau thì mình dần hiểu. Và có lúc là nhiều tốp ra chụp quá thì là gia đình mình là tìm cách là có cái ghế nào đấy thì ngồi đợi một tí để cho con thoải mái. Thế thì mới nhận ra là ơ, hóa ra cái việc này được giới trẻ thích như thế. Và rồi mình đến lớp thì học sinh của mình nó rất là nó biết và nó rất là thích vì được học cô giáo là mẹ của anh Nhật Anh. Thế đâm ra là mình cũng mới đầu là mình cũng chưa hiểu, nhưng khi hiểu rồi thì mình thấy là vậy cũng có ích. Ngoài ra là những cái clip của con mình làm thì nó đều mang tính xã hội, là đều đóng góp những cái gì đó với xã hội chứ không chỉ là hài hước một cách đơn giản. Thì mình thấy cũng ủng hộ. Ở nhà anh chàng này có làm biếng không cô? Rồi đấy là cái kể tội đấy ạ. Dạ đúng rồi, bây giờ con tôi vô số tội nè. Vô số tội ạ. Dạ. Hơi bừa bộn. Nhưng mà con lại bảo là con bừa theo kiểu gọn. Bừa theo kiểu gọn. Tức là thế này, nhiều khi con bừa thì mẹ vào mẹ dọn. Mẹ dọn vào thì con kêu ầm lên, trời ơi gọn thế này thì con tìm làm sao được đồ. Vì là bừa là cái bừa nó có cái trật tự của con. Còn cái gọn của mẹ là mẹ đã xáo trộn tất cả các sự trật tự đấy rồi. Mẹ chỉ thấy cái gì bé thì cho vào trong cái to, cái gì vuông thì xếp cạnh nhau, nhưng mẹ không biết là cái đấy lại cần phải để chỗ này để con với tay con lấy được. Đấy, tức là về sau thì mình cũng rút kinh nghiệm là khi dọn phải để con dễ, chứ dọn mình cứ xếp tất cả chồng lên nhau xong rồi gõ đến cột một cái ngay ngắn ngăn nắp ấy thì nó bới bao giờ mới tìm ra cái trang giấy đấy. Thì như vậy là mình cũng rút kinh nghiệm. Bây giờ có vợ rồi, ở riêng hay là ở chung nhà cô? Hiện nay thì Nhật Anh vẫn đang ở cùng, nhưng chắc là độ 1-2 tháng nữa thì Nhật Anh sẽ ở riêng. Nhật Anh đã mua được căn hộ. Thì hai vợ chồng sẽ ra ở riêng. Quá giỏi rồi. Nhật Anh ở nhà là có thức khuya không cô? Có vi phạm sức khỏe mình không cô? Lại cái để kể tội nữa. Thức khuya lắm á. Và vì toàn làm vào đêm việc. Đêm nó mới trật tự thì mới có thể thu được. Vì nhà gần đường lại có tiếng xe cộ, cho nên là hay phải thức đêm để làm. Thế chính vì thế là mình cũng rất là mong là phải điều tiết để giữ sức khỏe. Mỗi khi làm là có hút thuốc uống rượu để suy nghĩ những cái ý tưởng khủng khiếp không cô? Nhật Anh không hút thuốc, không uống rượu. Không được. Bia thì có một chút chắc là chưa được một lon đâu. Tức là rất là tin tưởng con là không hút thuốc rồi không uống rượu, rất là đàng hoàng. Nhưng mà có giờ hiểu làm việc gì về nó? Có đấy, cái này Nhật Anh chưa biết, mẹ chưa kể với con, nhưng mà mẹ đã mất ngủ, bà đã mất ngủ vì con. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Tức là có một hôm mình có lên trên phòng Nhật Anh ở trên tầng 3, mình lên phòng con chơi thì mình tự nhiên mình lại nhìn thấy là vì mình dọn hộ một vài cái giấy rác mình ném vào trong cái sọt rác ấy, thì mình nhìn ở dưới đấy có bao nhiêu đầu lọc thuốc lá. Phải đến hàng chục cái ấy. Xong mình sợ quá mà trông cái thuốc đầu điếu thuốc lá nó lại lạ. Xong một sự việc nữa là một hôm hai vợ chồng thấy là một cái ống xi lanh ở cửa phòng nữa mà nhưng không có cái kim. Tôi chết rồi, hôm nọ mình vừa gặp một loạt những cái đồ lọc, hôm nay mình lại thấy cái ống này. Nó làm gì hả? Nó ngoan như thế mà sao bây giờ nó lại đổ đốn như này, chẳng nhẽ đến nỗi như này đua đòi mà nó có đua với ai đâu nhỉ, suốt ngày nó ở nhà làm. Thế là lo mới kể với em, nói với chồng thì hai vợ chồng không ngủ được. Ông bảo tôi chết rồi. Mà nó với vợ nó cũng kiểu hạnh phúc, cũng nghe lời nhau. Ủa, lúc đó có vợ rồi hả? Có vợ rồi, đây gần đây, mới gần đây. Đấy.
mà sao con bé kia lại không bảo được nó nhỉ? Cái Trang nó bảo nó ngoan thế, nó bảo được con mình chứ, tại sao nó để thằng đấy nó còn dùng cả xi lanh, nó không làm gì không biết nữa. Mình bảo chắc là mình nhầm cái gì đấy thôi. Thế mới chạy ra thì hỏi con, bây giờ con mới nghe mẹ kể lần đầu đúng không? Và ba mẹ cứ bàn với nhau mãi đấy. Thế xong con ra bảo Nhật Anh ơi, hôm trước có khách à hay sao mà lại hút thuốc để đầu lọc lung tung. Mình bao giờ cũng thế, kiểu cái tính kiểu như vậy mà không giờ mình nói thẳng đâu. Đầu lọc để lung tung ở trên gác, thế nhỡ nó có mùi ảnh hưởng đến Dứa thì sao? Dứa là cháu mình đấy. Thế thì hôm đấy là Trang đưa Dứa về nhà ông bà ngoại. Thế là con với cả mấy anh cùng ngồi làm, tức là cùng đến quay clip ấy. Xong cùng làm thì các ông ấy hút thuốc lá điện tử hay thuốc lá gì đấy, con ném cái đầu lọc thuốc lá điện tử mình nhìn nó bao giờ đâu. Thì ném vào đấy, thế chắc là con chưa kịp đổ thì mẹ lên. Thế chứ có ai dám hút trước mặt Dứa đâu. Nhưng mà con cũng hạn chế lắm mẹ ạ. Thế còn cái xi lanh giải thích thế sao không? Thế còn cái xi lanh thì mình bảo là thế ông nọ mới thấy cái xi lanh ở dưới cửa hỏi nhà. Hỏi sao cô, hỏi sao? Lúc sau mình lại hỏi, không hỏi ngay đâu. Không hỏi ngay lúc đấy đâu, hỏi ngay thì con lại biết. Nhật Anh ơi, cái xi lanh gì sao lại vứt bừa kia nhỉ Nhật Anh nhỉ? Thế Nhật Anh mới bảo là ôi bà chả để ý à, con còn mua cả loạt cơ, vì cái đấy là để hút mũi cho Dứa. Tức là bỏ cái kim ra mà chỉ dùng mỗi cái ống không, để hút mũi, để thông mũi, bơm cho Dứa để cho nó thông mũi. Thế con vẫn mua nhiều lắm, nhưng hôm đấy là nó đang ở dưới phòng ba mẹ, đâm ra con mới hút là con để dưới nhà, chứ trên nhà con lúc nào cũng đầy. Thì trên nhà thì mình cũng không lục lọi, không để ý đâu, mình không biết. Thế mà vợ chồng mình mất ngủ mấy hôm liền. Thế mình bảo về mình cũng kể chứ, ôi anh ơi may quá, không phải rồi. Thế là ông xã nhà mình bảo ôi giời, anh mất ngủ mấy hôm nay. Đấy. Em đâu có biết là ba mẹ em thấy thức trắng đêm mà suy nghĩ hả? Đúng rồi. Không biết rồi hả? Đúng, hôm nay em mới biết. Rồi cảm xúc của em bây giờ sao không? Bây giờ sao không? Mẹ không nói thẳng với con? Đúng rồi. Ở Nhật Anh ở nhà thấy ốm yếu ở nhà, ăn uống làm sao cô? Có kén ăn được không cô? Cái này cũng lại là một tội nữa đấy. Tội nữa hả cô? Tức là không kén ăn theo kiểu là phải sang trọng. Yeah. Nhưng mà không ăn thức ăn bữa thứ hai. Ủa thế mà sao? Mình thì mình bận lắm, ví dụ mình kho một nồi thịt thì chỉ ăn một bữa thôi. Đến bữa thứ hai lại lấy thịt ra ăn thì là bà ấy không thích. Bà sẽ không ăn mấy, hầu như là không. Những cái gì mà ăn một lần thôi, không cần phải đắt tiền, không cần phải sang trọng, nhưng mà và cũng không cần phải quá ngon, nhưng mà nóng hổi ăn một bữa. Với cả mẹ em cũng hay nấu nhiều lắm. Kiểu mẹ em đấy, là kiểu đây là kể tội lại. Tội lại là mẹ em cứ bảo là trải qua thời bao cấp vậy ạ. Thế là bây giờ cứ bị ám ảnh cái sự thiếu thức ăn. Nên là bao giờ mở nồi cơm các thứ ra là phải rất nhiều đồ ăn rồi rất nhiều cơm kia. Nhiều khi là phải mãi mới hết. Ngày hôm nay em tham gia chương trình này em có điều gì muốn nói với mẹ của mình không? Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ là luôn ở bên con suốt thời gian từ khi còn bé đến giờ. Có những lúc mà dường như là chỉ có mỗi hai mẹ con nâng tựa vào nhau thôi. Hai mẹ con mình gọi là làm gọi là chỗ dựa tinh thần cho nhau cả về tinh thần. Con là có được ngày hôm nay là cũng nhờ mẹ rất nhiều, từ không chỉ là việc nuôi nấng rồi dưỡng dục mà nó còn là cái tính cách rồi các thứ của mẹ ngấm vào con thì con mới được như ngày hôm nay. Con rất cảm ơn mẹ, mong là mẹ luôn giữ sức khỏe, có thể nếu mà được thì bớt việc đi một chút. Còn nếu như bây giờ cô có đôi lời muốn khuyên Nhật Anh cũng như là có đôi lời muốn nói với con của mình thì cô sẽ nói điều gì với Nhật Anh đây? Thật ra mẹ cũng chưa hình dung là lúc mà con sẽ rời cái ngôi nhà của mẹ để ở riêng đâu. Mặc dù là con đã chuẩn bị hết tâm lý, mẹ cũng chuẩn bị, nhưng mà mẹ thấy nếu mà tự nhiên mà con về đó xong con bận đấy thì không biết là bao nhiêu lâu mẹ con lại mới gặp được nhau. Tại vì mẹ bận như thế thì cả tuần mới xuống một lần, nếu không gặp cháu, không gặp con thì chắc là cũng bị hẫng ấy. Cho nên con cũng sắp xếp thời gian để con vừa nghỉ ngơi và vừa tranh thủ về thăm ba mẹ. Dạ. Hôm nay là chương trình rất là cảm ơn sự đến đây bỏ thời gian bay ha. Dạ. Bay một cái chuyến bay cũng tương đối là khá dài để tham gia với chương trình. Thì cũng chúc hai mẹ con là cứ hạnh phúc như thế này, và chúc mẹ con luôn luôn có một nụ cười đẹp như thế này.